Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hồ, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi, thì hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục với phiên bản Patchwork này nào. Bữa nay thì mình nghĩ là mình sẽ chơi quân Trung Hoa Dân Quốc và mình sẽ sử dụng cái lực lượng do quân đồng minh viện trợ ha. À, để coi lần này mình bật mấy cái lên coi coi nó ok không. Để coi nào, hy vọng là nó cho xài. Thật ra thì mình cũng muốn đổi thử xíu coi chứ thật ra không đổi được cũng không sao, tại mấy cái này nó cũng không quá quan trọng các bạn, nó cũng chỉ là thay đổi một vài cái đơn vị lính thôi. Rồi lần trước là mình chơi quân Nhật, mình dùng hải quân Nhật mình bắn phá khá là nhanh. Để coi lần này nếu mà mình dùng lực lượng do đồng minh viện trợ thì mình có ổn hơn không nhé. Rồi vẫn sẽ là hai quân Trung Hoa Dân Quốc đấu với lại hai quân Nhật nha các bạn. Thật ra cái này nếu mà nói đúng ra thì phải là hai quân Nhật thì đúng rồi, nhưng mà quân của mình thì chưa chắc là bên quân Trung Hoa Dân Quốc. Mình sẽ có cái lực lượng đồng minh của mình, nó có thể là bắt lộ quân nha, tức là cái này có thể là quân đội liên hiệp của Trung Quốc trong thời kỳ này, tức là quân đội của Tưởng Chí Thạch và Mao Trạch Đông hợp tác cùng nhau kháng Nhật ấy, chứ cũng không hoàn toàn là quân của Trung Hoa Dân Quốc. Nếu như mà cái lực lượng còn lại mà là do Đức huấn luyện á thì cái đó mới là lực lượng full Trung Hoa Dân Quốc, còn không thì đây sẽ là cái lực lượng liên hiệp. Thì thôi sao cũng được, nói chung với mình thì đồng đội thì nó được tự lựa, mình có được chọn đâu, vẫn là ba mỗi bên 300 quân nha, coi như là tổng số quân tối đa trong cái trận này là 1.200 quân cho cả hai bên, mỗi bên 600. Chứ bây giờ mà đẩy lên 2.400 thì chắc máy mình đứng luôn, mong các bạn không cảm, máy mình hơi yếu. Có bạn mình nói mình chỉ Company of Hero 2 đi, mình xin lỗi. Còn cái Company of Hero mà mod lại để mà chúng ta chơi phe Liên Xô trong Company of Hero 1 á thì mình chưa tìm ra cách. Mong các bạn không cảm ha, với lại cái bản đó mình coi trên mạng thì mình thấy nó không hấp dẫn mà bản bích kích, thành ra mình cũng chả muốn cài. Nó cũng khá là nặng đó, nó mặn tới 4 GB lần, trong khi đó là nó cũng có chả có gì hay hơn. Trong khi đó thì mấy cái bản kia nó nặng có khoảng 2 GB thôi, chơi thích hơn rất là nhiều, đặc biệt giống như cái bản này nè. Rồi, ok. Lần trước chúng ta chơi chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, lần này mình chơi nó sẽ ok hơn chút. Rồi, đây. Lần này do là chúng ta dùng lực lượng do đồng minh viện trợ nên là mình sẽ không dùng dân công các bạn nhé. Cái lực lượng dân công này các bạn chỉ nên dùng nó khi mà các bạn dùng bắt lộ quân thôi, tại vì nó sẽ được trang bị súng, tất nhiên là các bạn phải nâng cấp. Và thứ hai là các bạn có thể xây dựng những căn cứ bí mật của bắt lộ quân, còn nếu không thì các bạn không cần phải nâng cấp. Nếu các bạn chọn lực lượng do đồng minh viện trợ thì các bạn có thể nâng cấp cái này, nếu bạn nâng cấp cái này thì sẽ khả năng sửa chữa và xây dựng nhanh hơn. Nói chung là cái này thì nó là một bộ đồ nghề của quân Anh đó, mà chúng ta có thể có những đơn vị công binh chất lượng cao hơn. Cá nhân thì mình cho rằng là cái việc mà bố trí cái ủ súng máy đây của quân Trung Hoa Dân Quốc khá là dở, là bên nào bố trí quân đây hơi dở. Lần trước mình cho cái lực lượng của mình đi vòng qua đây, mình kích nổ kamikaze phát là quân Trung Quốc coi như là tắt điện luôn. À, không đủ xăng dầu thôi cũng không sao. Lại lên đây kiếm điểm cái đã. Mình thì cũng không đánh nhanh được đâu, thành ra mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu xây dựng được mấy cái công sự ở đây. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu cho quân vô rồi từ từ mình lấn lên dần. Do là bây giờ lần này mình chơi quân đồng minh cho nên là pháo của mình sẽ là pháo 75 của Mỹ nha các bạn. Tuy nó là hàng thải của quân đội Mỹ trong giai đoạn này nhưng mà đặc biệt là nó không thể so được với lại pháo trọng pháo 105. Nhưng mà loại pháo 75 này của Mỹ là pháo giải chiến, nó có thể di chuyển được, và quan trọng hơn hết là nó bắn khá là mạnh ở mặt trận Biển Đông. Tại thực sự thì các bên kia cũng chả có vũ khí gì hay hơn để mà đối phó với chúng ta cả. Thật ra cũng không cần phải sợ. Đây. Đây. Xây cái này trấn lên. Đồng đội mình nó lo đó đi. Không, thật ra mấy cái điểm chiến lược nó nằm ở khúc này cơ. Tại mấy điểm mình nó nhiều điểm hơn. Mấy cái điểm bên bờ này nó tài nguyên nó cho khá là ít. Mà dù cá nhân mình thì nên cho là ngược lại thì hay hơn, nhưng mà thôi được rồi, ai nó thiết kế là chúng ta không cãi, nhưng mà không chê, chúng ta nên thuận theo thời thế chứ đừng bắt thời thế nó thuận theo chúng ta. Rồi đây, xây xong rồi về hẳn xây tới cái nhà thứ hai, tại cái đó cũng không gấp các bạn. Bây giờ mình biết rồi, mình cũng không thèm gấp làm gì, mình cứ gọi hai đội súng máy ra mình trấn hai cái điểm này trước, tại cái điểm giữa là cái điểm giao tranh ác liệt nhất. Lần này mình cũng hạn chế dùng tăng của Trung Quốc các bạn nhé, tại vì chủ yếu là mình gọi được con tăng Sherman ra mới là ngon.
Đồng đội mình thì nó lo nó đẩy quân xuống sớm, biết nó xài quân gì đây. Mém tí nữa là lại gọi cái đám dân công ra rồi. Tại dân công mà không phải của bắt đầu quân nó bèo lắm. Trời ơi, nó xây công sự ở đây làm cái gì? Rồi xong, về đây xây lại cái này ngay. Chứ theo quân đồng minh được cái là mình có thêm mấy cái trại cứu thương nữa cũng khá hay. Muốn xây thẳng mà cũng không yên. Cho nó dướng cái cột. Rồi xong. Chấn cái súng máy xuống đây. Đây có súng máy bắn áp chế rồi anh em khỏi lo. Còn lại để tôi. Rồi để coi đám này xây dựng xong rồi đúng không? Rất tốt. Đây tiếp tục nâng cấp hệ thống công trình, chúng ta cần khai thác thêm tài nguyên. Đây là lực lượng vô quân Anh viện trợ, nói chung là cũng khá là chất lượng nhưng mà chúng ta chưa cần đến họ. Đây, nâng cấp trước cái đã. Đúng rồi, rất hay, bắn tiếp đi. Gọi một chính xác ra nè. Đường giữa rồi mình không cần phải lo. À rồi rồi, đồng đội mình đã xài bắt lộ quân rồi các bạn. Đây. Tạm thời cho nó chiếm điểm ở giữa đi. Mình có đủ nhân sự mà đúng không? Rồi cứ gọi ra không sao cả. Mình muốn cho mỗi lực súng cối. Giờ chỉ có phòng thủ rồi đã, chứ không được đâu. Tốt lắm, bắn luôn nhìn nào. Khoan khoan, hàng chính xác để bên này ngon hơn. Rồi rất tốt. Cái này chưa được thì thôi. Đây anh em xuống đây nhanh. Rồi anh em tập kết ở đây đã. Chiếm vội, tại có chiếm cũng không có dùng được. Đây ráng gọi được con pháo này ra là ăn tiền nè. Lính này chưa cần lắm, cứ từ từ. Giờ để coi đồng đội mình lo nó xây dựng đồ hết rồi đúng không? Rồi vậy là giờ tài nguyên mát rồi à. Ồ, tài nguyên có vẻ ít vậy. Ở đây nó có trạng quá không chịu không được rồi. Chủ yếu là mình có xăng dầu thôi. Vậy thì phải xanh chóng quay về đây xây dựng mấy công trình này để chúng ta gọi xe tăng gọi pháo ra. Chiếc xe chỉ huy này chưa cần đâu. Hãy subscribe cho kênh
Nhật thì nó không có khả năng thủ tốt, nó không xây được. Nếu từ khi nó chơi quân Mãn Châu mà nó không thể bộ quân ra được. Đây cứ giả của mình cho anh. Ồ mà nó chơi quân Quan Đông các bạn ơi, quân Quan Đông. Quân Quan Đông là nguy hiểm rồi. Các bộ quân của chúng ta đang cố gắng xông lên nhưng mà chả là gì cả. Để xem ra màn này chúng ta không lãng phí đạn được đâu các bạn ơi. Tại đạn của chúng ta rất là quý luôn. Thiếu xăng dầu rồi. Hay lắm. Chạy lên đây đi. Cái này thì cũng cần nhưng mà quan xét cho một bối cảnh nào đó thì giờ chúng ta đang cần viện trợ của đồng minh. Chấp nhận đổi miếng nhân sự lấy viện trợ đi. Yep. Rồi đây. Nói vô là chơi của đồng minh là tha hồ ăn viện trợ. Với điều kiện là chúng ta có cái để trao đổi các bạn. Cái này là cái gì đây? Rồi thôi lấy thêm cối với lại cái này đi. Ôi mình có cái K30 của Mỹ rồi, cối 60 ly của Mỹ cái này. Ai bật cái đạn này lên bắn lũng giáp nó cho anh. Cái này ta gọi một đội kỹ sư ra khác ra được. Kỹ sư giờ chỉ cần nhiều lắm. Này là lính chuẩn Mỹ nè, này là lính chuẩn Anh. Đây cứ bật đạn này lên mà bắn, không còn phải sợ. Hay lắm, đồng đội mình gọi được pháo ra rồi. Đây bắn tiếp. Nó chiếm được điểm tài nguyên nhưng mà nó chỉ thiệt hại nặng. Nó có bắt đầu dùng pháo rồi nhưng mà mình không sợ. Quân Trung Hoa Dân Quốc có vẻ như là trang bị khá là yếu kém. Bắt đầu bể tường rồi, tại hai bên bắt đầu dùng pháo rồi. Cha nó qua đây nó chơm cho tiểu liên của mình. Rồi thôi cho nó luôn đi. Tại mình cần cái khả năng sửa chữa cơ. Rồi. Chứ gọi đâu không có gì đồng minh được. Chà tầm bắn hơi ngắn. À, xong tiêu khẩu pháo của mình rồi. Dứt ngay khúc giữa nào. Mình cần mấy khẩu pháo có giá trị tí. Đây mình cần khẩu này cơ. Mất cuộc sát của mình rồi. Trời ơi. Đúng lúc nó không quân. Ai. Giờ làm sao mà đánh. Roger on the bar. Đợm đó. Dính giờ dính cháu không. Cảm giác đánh họ đánh hơi lạ chứ. Trời ngay trước mặt nó luôn trúng một chút xíu à. Rồi, chính xác khá lên ngay, không có chính xác coi như mình mù. Rồi,
đây biến chỗ này thành chỗ hồi quân, đúng là chỗ ra quân của mình. Tăng mình xài con Steward của anh nè. Khả năng thời gian đồng minh thả đồ xuống hơi lâu nhỉ. Như là đợt thả không thả thả quân đầu tiên của đồng minh đã thất bại rồi các bạn. Mình đã cố gắng thủ rồi đồng đội, mà nó phải lo phần còn lại. Đây pháo 75 sắp ra rồi. Rồi nó có biến cái này thành chỗ hồi quân đi. Đây, pháo 75 của Mỹ ra rồi. Đây. Chỉ cần như đây thôi. Đây, bật cái này lên. Chế kinh lắm, đã được đồng minh viện trợ hỏa lực rồi, chúng ta không sợ các bạn. À, phải 5 điểm mới gọi được 14 xe bên ra trận à. Mày qua đông quân hả? Cũng thường thôi. Để coi, à, nhặt cái tiểu liên lên xài đi. Đây, hình như cái đạo quân này của mình cũng có coi nó là ok rồi. Ta gọi hai đội công binh ra mình lấy cũng lấy pháo nè. Pháo kia vẫn đang đẩy lên rồi, pháo 75 nó nặng mà đẩy có xe kéo với pháo 75 mà đi bộ thì đi chậm lắm. Yep. Run is now inbound. Pershing reserves are now available. Guys, listen up. With me. Move. That thing will make a fine addition to Uncle Sam's arsenal. Rồi lấy súng của Mỹ ra mà xài nào. Đây là K30, nó bắn đã hơn cái cây tai kia của Trung Hoa Dân Quốc. Rồi, vô. Rồi đây đội cối ra trận. Đây đảm bảo có hai đội cối thay phiên nhau bắn rồi. Đây có 75 tới rồi. Này láo hả? Rồi đây nâng cấp cái này là con Steward giả xài máy, nhưng mà Steward qua mặt trận cũng đông hơn ngon đấy nhá. Tiêu hết ở trời Âu thì chả là gì, nhưng mà ở mặt trận đông hơi bị ghê á. Bạn mình bắt lộ quân thì nó hơi yếu cái này, nhưng mà mình thì khá là ngon nha. Rồi chạy ra đây hồi quân đi. Rồi tốt. Ta đào công sự ở đây nào. Hay lắm. Nó vẫn đang cố gắng bắn. Cầu sập là mình mệt nha. Là chấp nhận chơi luôn, dùng không quân để đánh chặn trước.
19 không? Ai hùng đó rồi. Ê, coi chừng chúng ta. À không, cũng có dính, hay quá. Không, tạo đủ khoảng cách để cho quân mình ném đồ rồi. Rồi, đây. Bị, tiến lên, tháo súng ra. Rồi, chạy lên đây ngay. Chúng ta phải đánh lấn dần thực địa. Trời ơi, dặn chỗ với tôi làm chi? Không có súng máy mà mày đặt. Hai pháo này là hàng của Mỹ nên là mua được có hai khẩu thôi. À đây quên nữa đó, không mình có hai lần tối mà nó nãy giờ gọi nữa đâu rồi. Cái tăng nó đang không qua được. Quân mình bị thiệt hại quá nhiều luôn. Nhưng mà với món này thì sao? Rồi đây, mỗi bên đứng mỗi bên một xíu. Mình đi mới có pháo cho bộ binh thôi. Tầm
nhìn mình đang khá tốt chứ mà do là hình tiết xấu nên không sao. Seoul giờ có đang hết quân rồi, giờ mình đang kích cái cầu lên thôi. Dùng hỏa lực đánh dồn dập các bạn ạ. Bạn mình nó cũng lo nó sẽ công sự cái này. Nha. Gọi được con summon này ra mới là đã nè. Phải từ từ. Muốn gì cũng phải từ từ. Pháo này chưa lên tới nữa hả? Rồi xong. Sớm quá mình chưa tính tới lúc đó. Rồi rất tốt. Đây, công sự lên. Súng ra lại á.
chỉ huy của mình đâu rồi. Đây, hay lắm. Rồi, xong. Đây. Ây chà, tôi mất đội súng máy của mình rồi. Không sao, hỏa lực của tao còn mạnh lắm. Luôn một con sông mạnh lên đây khỏi còn gọi pháo. Pháo mà xử lý gì. Rồi xuống dưới cái này luôn, dùng cái tử li mà bắn. Được trang bị thâm sinh của Mỹ là đứng không có làm gì. Trời. Đây gọi Mỹ hạ hàng viện trợ xuống nào. Rồi gọi thêm một con Stuart của anh ra nữa. Cái tăng nó lên khá dữ dội nhưng mà không sao, mình đối phó được. Đây vô. Xăng dầu không thiếu nhưng mà phải kiếm chút đạn dược. Đây, nâng cấp cái bồi lên, trong tương lai vẫn có thể cần. Ôi, 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 coi chừng, coi chừng. Rồi, đây, lấy được hai cái thâm xanh rồi. Hay lắm. Tiếp tục xây dựng công sự lấn xuống. Đây, có xe tăng yểm hộ rồi. Không sợ nữa.
nó trơn một khẩu pháo của Nhật nó bắn lại các bạn, hay quá. Rồi xong, hay lắm. Tiến lên, tiến lên làm lá chắn cho bộ binh nào. Thương nó thịt luôn á các bạn, không phải đùa đâu. Nhưng mà con CS của mình đâu rồi? Đấy, trời, con CS của tôi. Đấy, Sherman mình đang kẹt lại đây, cái map này cái băng dễ kẹt lắm. Bây giờ đúng Sherman thì được có mỗi chiếc, mình được mỗi chiếc thôi, không được thêm. Ai chết. Có vừa đâu. Rồi khoan đã. Anh quân sự ở đây. Đồng đội đâu mà nó cũng có thể có tại bắt lộ quân với lại quân Nghĩa Thạch rồi giống xưa giờ có hòa thuận đâu. Rồi đây đây nè, chỉ huy của mình đang lên. Lên mà không có con Sherman ủng hộ, nó bắn tăng được, nó bị gì diệt cũng phải. Đây, từ mình không được lấn lên vội các bạn. Tại mình vẫn chưa đánh vô được đâu. Đây, bật cái năng sát lên đây mà thấy đường nè. Bạn mình thì đang đánh quyết liệt rồi, không nói. À, còn thôi, pháo cho nó bắn trung về một phía thôi. Đây, cho cối tập trung bên này luôn. Cứ nã cối vô căn cứ của đối phương thôi. Tạt vô.
bành cái lồng bốt đó luôn. Hai tiếp tục gọi con quân đồng minh đánh điện trợ. Tối thì tha cứ liên tục nã vô đây, đám cứu của nó là nó bành rồi. Cốt này mà đứng trước khóa 75 được như vậy thôi. Tăng của mình đâu rồi? Đây, cho ông tăng mình vô đây luôn. Ngại cái gì? Tăng nó cũng đâu có gan đâu lên. Mà tăng lên rồi thì công binh phải lên. Khói giống như bên kia hai. Bàn chiếm điểm đã. Rồi đây. Nhả súng rồi ra. Trên nhà nhanh lên. Mấy khẩu pháo của mình hình như nó bay hết một khẩu rồi. Rồi sao không sao, đẩy pháo đi luôn. Biến cho này thành nhà mình nào. À, tiến lên sửa chữa nhanh. Chuyên gia bên mảng này mà. Tiếp lên nào, súng máy lên đi luôn. Rồi đây mỗi đầu thả vô tí đó. Rồi xong lấn lên, chứ là bên nào mà lấn cũng chữa coi như thiết buồn an bài rồi, chẳng qua là bên kia có phản công hay là chịu được bao lâu thôi. Này ngoan cố hả? Ngoan cố này gọi không quân đồng minh đánh bom tiếp. Trả thật nhiều một con cho mình để của đồng minh là quá đủ. Thủ quyết liệt lắm nha. Đây, kéo qua đây. Mình chắc bị hỏng một khẩu pháo ở đâu đó mình không để ý rồi.
ra để mình quan sát cho nó dễ coi. Núp ở bên này là được rồi. Bên này nó dở một cái là nó không có rồi hai đè xuống lên đây xuống cối đây đứng lên. Báo lộ quân thì không có vũ khí xịn nhưng mà đó được cái là đây. Rồi. Đây có lèo như vậy. Đây, dứt quá này. Thế là xong rồi, ok. Lần này là mình lần này mình nhất bản các bạn ơi, hay quá. Lính mình tuyển nhiều nhất xe thì không bằng bạn mình không đúng, tại mình cũng trả tỏ mình tuyển có đúng hai cái xe nhà không xe bằng nhiều bạn mình. Ủa, nó xây hình nó xây cái gì mà lắm đó mình ả. Nó xây công sự, đúng rồi, nó xây công sự rất nhiều, nhưng mà mình nó xây cái chuyện chỗ không quan trọng, xe đồ dự phòng mình xây ngay tiền tuyến điểm đi chiếu nhiều mình đúng rồi. Mà mình lần này mình giết nhiều nhất, giết 452 mà mất có 26 nha các bạn. Trong đội mình nó giết 237 mà nó mất tới 406 lận. Tại nó là bắt lộ quân, nó chơi bộ binh là chủ yếu, nó chơm được cái gì nó xài cái đó thôi. Còn mình là xài hàng chuẩn của đồng minh đàng hoàng. Mình đánh nó chứ thật, mình cứ đánh nó dần lên. Cho nên đó là đa phần mình thiệt mạng là trong giao tranh chút xíu thôi. Tại mình ở trong công sự mình bắn ra, thành ra là tỷ lệ thương vong mình rất ít. Đó các bạn ơi, thấy không, 452 mà trên 26 khiến cho kẻ thù của mình là có thể nói là thiệt hại rất nhiều luôn. Một đứa thì 194, một đứa thì 164, nhưng mà nói thiệt mạng là 330 với 366, trong khi đó mình có 26 lính tử trận. Coi như là lần này là mình thành công khi mà mình giết nhiều hơn, mà tính tại vô tình nó cộng của đồng đội mình chia ra đó thì lại thành tỷ lệ 1.5 hoặc là 1.4, 1.36 gì đó mình không rõ lắm, nhưng mà thì chung trận này có vậy thôi là mình thành công rồi. Tại vì đồng đội mình thiệt hại nặng, coi như là nếu mà có vấn đề gì thì mình vẫn là ở kèo trên, còn kẻ thù thì đương nhiên là thất trận rồi, cho nên là chúng ta cũng không cần phải nói nhiều nữa các bạn. Chiến dịch này coi như tập này coi như là hoàn thành nhiệm vụ 100% luôn. Mình vừa là người đứng đầu về tổng điểm số mà mình vừa là cái người đứng đầu về cái tỷ lệ thương vong luôn. 26 lính của mình đổi tới 452 lính của kẻ thù, phải nói cái tỷ lệ này là trong mơ các bạn. Có thể nói là một lính của mình đổi được tới mười mấy lính của đối phương luôn chứ đùa đâu. Tỷ lệ này trong mơ thật. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.